Rồi, chào anh em. Chào mấy anh em đã trở lại với kênh của mình sau một tuần nghỉ Tết. Đợt vừa rồi mình quên mất, khi về quê mình quên mất mang bút về nên không thể làm được tốt là hướng dẫn cho anh em. Nên video này mình sẽ làm khá dài để bù cho anh em. Và video này mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu tất cả các kiểu Sonic biến thể. Từ cái Sonic Ra như này, Sonic bình thường như này. Đó, Sonic. Một trong các kỹ thuật cơ bản của cái bút. Hầu hết trong combo nó cũng xuất hiện rất nhiều. Và luyện được trick này càng luột thì combo sẽ đi càng đẹp hơn. Đó thì Sonic cơ bản là chuyển động như vậy. Thì mình cũng có một vài video hướng dẫn về Sonic cơ bản thì các bạn có thể gọi vào trong channel của mình và tìm kiếm. Để nói về Sonic thì để có hai kiểu Sonic bình thường thì làm ngửa tay, còn đây là kiểu úp tay. Thì úp tay này mình có một cái trick Sonic đây. Sonic úp tay này cũng khá là hay. Nó là Sonic qua ngón trỏ để vào để ngón cái nó bắt được. Đây, cái kiểu Sonic này là kiểu Sonic bình thường thôi nhưng mà làm bằng úp tay thì sẽ làm dễ hơn khi cho nó qua ngón cái qua ngón trỏ như này. Thì cơ chế của nó cũng giống như Sonic bình thường, mình cho bút nó lia qua. Thì khi lia đến thì thả lỏng tay ra thì cho bút nó tự rơi qua ngón trỏ. Nếu các bạn đã quen được các làm được Sonic bình thường thì làm được cái trick vừa rồi cũng không phải là khó. Rồi thì tiếp theo là đến The Wizard Sonic, cũng là một trong các trick phổ biến, đơn giản và cũng phải nói là cũng khá đẹp mắt. Sonic này cũng có hai dạng là kiểu ngửa tay, úp tay. Thì hướng dẫn trick này thì mình cũng có lẽ là hướng dẫn khá nhiều rồi. Nếu các bạn không vẫn cảm thấy chưa đủ thì có thể lên YouTube và gõ The Wizard Sonic Tutorial K993 hay là Neko chẳng hạn. Neko Việt Nam thì nói tiếng Việt chắc là dễ hiểu hơn là K993. Đợt mình ngày xưa mình có bắt đầu quay học quay bút thì có tìm hiểu các kiểu Sonic thì hầu hết mình xem ở trên kênh của K993. Nếu các bạn có lẽ là nếu các bạn biết được K993 thì cũng 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 phải gọi là không phải là lưu ba đấy rồi. Thì thôi nói tiếp. Tiếp đến là một kiểu Sonic khá là độc đáo với cái tên gọi nó cũng cũng là độc đáo không kém, đó là Angle Sonic. Đó, Angle Sonic kiểu dạng như này. Đi từ ngón út và để ngón trỏ và ngón giữa bắt được. Kiểu này là kiểu Angle Sonic nhưng mà cũng không vẫn chưa đúng lắm, nhưng mà mình sẽ các bạn làm được cái động tác này thì khi làm được Angle Sonic chuẩn thì sẽ dễ hơn. Thì Angle Sonic cơ chế của nó cũng giống như là The Wizard Sonic như này. Đó, The Wizard Sonic như này thì Angle Sonic cơ chế nó cũng như vậy. Cũng là mình chạc hai ngón út và ngón đeo nhẫn trước. Sau khi chạc được một nửa vòng thì để đầu bút lên cho ngón trỏ bắt được. Như này. Cái động tác này nó không hẳn là Angle Sonic chuẩn. Nó chỉ giúp cho các bạn làm được Angle Sonic dễ hơn thôi. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn Angle Sonic chuẩn. Đó, thì khi làm được động tác này, nó động tác này cũng cơ bản là giống từ từ Sonic. Thì nếu các bạn đã quen được từ Sonic thì có lẽ là trick này không phải cũng tập nhanh thôi. Đó thì sau khi tập được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học Angle Sonic. Thì Angle Sonic khi đến đây, khi mà bút quay lên động tác lên trên ấy, thì các bạn không được bắt ngay mà thực hiện được đây, thực hiện được động tác giống như là Sonic thật như này. Có thể là hơi khó nói, cái bước này hơi khó nói thì các bạn có thể tua lại x2 hay x3 để xem mình tua lại x2 x3 cho các bạn xem rõ cái động tác này. Đó thì đến đây thì thay vì để ngón tay như này này, để ngón tay như này thì
nói nào nhỉ, mình cũng không biết nói thế nào cho dễ hiểu. Thì chương này có thể là làm như thế, các bạn có thể tự cảm nhận theo cách riêng của mình cũng được. Mình có thể tua chậm để các bạn xem đúng cái motion chuẩn của Angle Sonic. Rồi thì tiếp theo là đến Demon Sonic. Demon Sonic thì trái ngược với Angle Sonic thì nó đi vào bên trong chứ thay vì đi vào bên ngoài như Angle Sonic. Đây, Demon Sonic đi bên trong như này. Hai trích này thì tương đối là hay và cũng không phải là dễ làm lắm, nhưng mà khi biết được Sonic và tập quyết từ Sonic thì làm hai trích này sẽ dễ. Để làm Demon Sonic thì đầu tiên là chạc hai ngón giữa, hai ngón cuối, ngón út và ngón áp út, sau đó thì chuyển sang để cho ngón giữa bắt được, nghĩa là thay mình chạc nửa vòng thôi, chạc nửa vòng và để ngón giữa bắt được và thực hiện động tác giống như là từ viết từ Sonic để đẩy bút đi lên ấy, đẩy bút đi lên và để ngón trỏ bắt được như này. Rồi. Các bạn có thể tua lại dùng YouTube, nó có chế độ tua x2 x0.5 hay 0.75, các bạn tua lại để xem đúng cái motion chuẩn của nó để tập cho dễ. Ngày xưa mình học các trick này mình cũng hay làm thế, mình hay xem các hướng dẫn tại vì làm nhanh quá mà, nên mình thường dùng cái chế độ này để tua 0.25 để xem đúng xem cái bút nó di chuyển như nào thì mình sẽ bắt chước nó dễ hơn. Đấy thì Demon Sonic nó di chuyển giống từ cái từ Sonic nhưng mà nó dùng ba, có lẽ là chỉ dùng có ba ngón thôi, ngón út, ngón giữa và ngón trỏ đó. Đó là Demon Sonic. Rồi tiếp theo là một trick Sonic cũng thú vị không kém, đó là Invert Sonic như này. Invert Sonic là một dạng biến thể của Sonic nhưng mà Sonic ở bên trong lòng bàn tay đấy, thay vì Sonic ra bên ngoài. Có thể gọi là Sonic Normal cũng được, nhưng mà gọi gọi là Sonic Normal ở trong lòng bàn tay. Đây bình thường Sonic thường bình thường là sẽ di chuyển bên ngoài như này. Đó, di chuyển bên ngoài như này. Nhưng mà Invert Sonic thì lại ngược lại. Đây, nó lại di chuyển ở bên trong lòng bàn tay. Đó. Và khi làm nhanh nó cũng đẹp mắt, không kém với Sonic bình thường. Đó, di chuyển bên trong. Thì làm trick này thì cũng đầu tiên là hầu hết các trick Sonic đều phải chạc, nó phải nhuần nhuyễn. Thì khi làm Sonic nó chuẩn thì mình sẽ chạc hai ngón giữa như này. Sau đó sau khi chạc được nửa vòng, bình thường là nửa vòng, thì ngón trỏ và ngón đeo nhẫn kẹp bút lại để cho bút đi vào bên trong. Khi đã biết được cái motion của cái Invert Sonic rồi thì các bạn có thể học nó nhanh thôi. Thì video này mình sẽ không hướng dẫn kỹ lắm về các kiểu Sonic này, mình chỉ mang tính chất là giới thiệu và các bạn thấy thú vị trích nào thì có thể đi tìm, tự mình tìm hiểu thì sẽ, và khi học được cái trích đấy thì mình sẽ cảm thấy thích cái bộ môn pen spinning này nhiều hơn, giống như mình ngày xưa cũng vậy. Đó thì tiếp theo là Moonwalk Sonic, một cái tên khá lạ, mình từng xem của Kay, một pen spinner ở bên Nhật có làm trích này thì mình cũng thấy khá là độc đáo. Trích này làm ngược lại cái motion của Sonic bình thường, đó là thay vì đi từ dưới lên trên thì nó lại đi ngược xuống dưới. Đó, motion của Sonic bình thường 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 là sẽ đi lên trên đúng không, nhưng mà Moonwalk Sonic này nó lại đi xuống dưới. Chạc 1 2, sau đó cơ chế cũng theo cơ chế của Sonic, dùng hai ngón kẹp kẹp bút để cho bút đi như này. Đó đó, các bạn làm chậm chậm để mô tả cái chuyển động của bút cho mình quen, cho mình quen cảm giác ấy, thì khi tay mình quen cảm giác rồi thì mình sẽ nâng tốc độ dần lên. Đó thì Moonwalk Sonic nó là như vậy, nhìn cũng khá là ảo nhưng mà mình không dùng nhiều trick này trong combo lắm, chỉ mình chỉ học cho biết thôi.
Mình chưa dùng trích này nhiều trong combo. Tiếp theo là tiếp theo là một trích cực kỳ độc đáo, mình đã thích ngay từ lần đầu tiên khi mà xem bắt gặp một video trên YouTube về cái trích này. Đó là Blues Sonic. Chuyển động này độc đáo ở chỗ là nó lại dùng ngón trỏ và ngón út để giữ bút. Nếu bạn nhìn thấy thì nó dùng ngón ngón út và ngón trỏ để giữ bút và cho bút quay ở giữa hai cái ngón áp bút và ngón giữa giữ bút. Chuyển động của nó khá là độc đáo, mình đã cực kỳ bất ngờ khi mà nhìn đầu tiên nhìn nhìn thấy cái trích này trên trên YouTube, và mình đã tua đến x0.25 chục lần để xem chuyển động của nó như nào. Tiếp theo là Neosonic. Neosonic là một trích dễ hơn Plusonic rất nhiều rồi. Neosonic chỉ đơn giản là tạo động lực, tạo lực bập bập bênh như này để cho bút đầu lăng của bút nó bay qua ngón. Trích này thì nhìn có vẻ dễ nhưng mà để làm được cho nó đẹp thì cũng mất không ít thời gian. Thì các bạn cố gắng luyện tập nhiều một trích vào thì khi mình làm một cái trích đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn, à nó sẽ quen tay hơn hơn là làm một hai lần. Thì các trích này mình nhớ là mình cũng có dạy, kể cả Fluxonic thì mình cũng có dạy nhiều ở bên trong channel của mình, các bạn vào xem hoặc cũng các bạn để gõ ở trên YouTube tên trích cộng với tutorial hoặc là hướng dẫn thì sẽ ra những video hướng dẫn về trích đấy. Có gì không hiểu thì cứ comment vào dưới video này, mình sẽ tạo các video khác kỹ hơn. Thì video này mình chỉ mang tính chất là hướng dẫn qua qua với giới thiệu các trích biến thể của Sonic thông thường để các bạn nhìn có thể động lực, có thể một số bạn thấy một trích hay hay thì có thể tạo động lực thì các bạn tiếp tục theo đuổi bộ môn bench này như mình ngày xưa. Thì có gì không hiểu thì các bạn hãy comment ở dưới video này thì mình sẽ cố gắng giải đáp một cách theo cách mình hiểu dễ nhất cho các bạn, hoặc là sẽ làm các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình trong năm này. Rồi. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ kênh. Thank các bạn.